Một chiếc xe to cao hầm hố ngon lành cành đào vừa mới về cửa hàng em xong. Xe còn đẹp, chất còn căng, led căng từ cm, thiếu mỗi cái cửa sổ trời nữa là đủ bộ rồi. Thế nhưng mà chiếc xe này thì em chỉ bán với cái giá 88 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe SUV gầm cao đến từ thương hiệu của Mỹ. Một chiếc xe của Ford, và con này là Ford Escape, sản xuất năm 2003. Các cụ hay gọi là Ford Escape ấy ạ. Vâng, 2003, đến nay đã được 20 năm rồi. Nhưng mà chất xe vẫn còn rất là ok, từ ngoại thất bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Duy có một điều là em này là em vừa mới lấy về xong, chưa kịp dọn dẹp gì cả. Nên là các bác bảo đấy, bác chủ bác ấy giữ xe như thế này cơ mà, bác ấy bán cho em là đúng nguyên trạng như thế này luôn. Và chiếc xe này đang có mặt tại bên nhà em Vũ Duy ô tô. Một mẫu xe gầm cao 2 cầu với động cơ máy 3.0, tốn xăng các bác ạ. Vâng, tốn xăng. Mức tiêu thụ rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Nếu mà tính nhân ra tiền thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.000 đồng, 3.000 trên 1 km. Tính ra thì nói thì 3.000 có vẻ là nhiều, bác bảo tốn xăng thế. Thế nhưng mà em nói một câu này thôi, các bác xem hộ em là Grab bây giờ và Uber bây giờ hoặc là Bi bây giờ, họ chạy là bao nhiêu nghìn trên 1 km đối với xe máy thôi nhá. Đấy là nói xe máy, chưa nói đến xe ô tô. 6.000 tức là gấp đôi, nghĩa là gấp đôi con xe này. Và đấy là đi xe máy, xe ôm ấy ạ. Thế còn nếu mà đi về taxi thì các bác sẽ tầm gấp 4 lần. Còn nếu mà đi về con Vin xanh của bác Vượng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 lần so với giá trị của con này bỏ ra khi mà mình chạy tầm khoảng 3.000 đồng trên 1 km đối với chiếc xe này. 3.000 tiền xăng các bác nhá, 12 đến 14 lít trên 100 cây. Một bài toán rất dễ dàng và rất là đơn giản. Sau khi các bác bảo là khấu hao gì, yên tâm đi, riêng con này mua rồi khấu hao không hề nhiều như những cái dòng xe đời mới, không hề nhiều những dòng xe đi được 5-10 năm, mà khấu hao chỉ một năm khoảng 10 đến 20 triệu gọi là đầu. Còn đâu những cái năm về sau chỉ có 5 triệu, 4 triệu, 3 triệu. Nói thật các bác là thực sự là một cái mức gọi là đầu tư không bao giờ biết lỗ. Và đây là một chiếc xe gầm cao, về các bác chỉ việc gọi là đổ xăng và đi bảo dưỡng định kỳ thường xuyên là ok rồi. Form dáng xe thì rất là đẹp, nhìn nam tính và trẻ trung. Và cái dòng này khi mà mua mới ở thị trường Việt Nam, chiếc xe này rơi vào tầm khoảng hơn 500, gần 600 triệu mới có thể mua được mẫu xe này. Hơn 600 triệu luôn. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì chiếc xe này giá nó chỉ có 88 triệu đồng, ngang bằng một chiếc SH1, và ngang bằng một chiếc SH1 hoặc là một chiếc SH to bản thiếu thôi. Đấy, rất là rẻ luôn. Mà ta lại có ngay được một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, 4 bánh máy nổ còi kêu, 4 bánh quay đầu. Đấy, điều hòa mát, có màn hình, có số tự động chứ không phải là số sàn nữa. Con này là số tự động luôn. Vâng, rất là rẻ. Và thực sự đây là một cái dòng xe mà ai cũng thích, ai cũng mê. Nhiều người bảo sợ là đồ nghề thay thế, thì thưa các bác, đồ của Ford nó cực kỳ nhiều. Ford mà. Vâng, của Mỹ mà. Xe Mỹ các bác đừng lo. Vâng, xe mang biển 21A03618. Nói là đùa, thật ra tự dưng em không nhớ là 21 ở đâu. Vâng, đấy, biển số tên tư nhân chính chủ. Đèn thì hơi ố vàng theo thời gian rồi, cũ rồi. Nhưng mà đèn này này, đây các bác này. Đấy, chất liệu nhựa nó cũ theo thời gian, nhưng không vấn đề gì. Các bác thích thì để nguyên. Ánh sáng vẫn mạnh mẽ, ok. Vì các bác đã có một bộ bi gầm. Đấy, bi độ này. Riêng cái quả bi độ này, ánh sáng nó đi đêm cực kỳ ok rồi. Các bác không phải lo lắng đến nữa. Còn các bác thích có thể là thay một đôi đèn này, rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi là được một đôi đèn này. Đấy, rất rẻ luôn. Mặt ca lăng xe nhựa còn ok. Đấy, vì em bán 88 triệu đồng nên là thưa với các bác là em sẽ không thay mặt đèn nhá. Vâng, để nguyên tình trạng như này để bán thôi. Đấy, cabo này, cabo này còn nguyên. Tôn cabo tương đối là dày, sơn mỏng te. Và em này thì nhựa cản phía đằng trước các bác nhìn này, nhựa nó đẹp như này. Đấy, nhựa này, toàn bộ phần nhựa đây. Đấy, xe thì đã kiểm tra test rồi, không có đâm đụng, không có phạt nguội, không có thủy kích ngập nước. Đấy. Và tại sao nó rẻ? Vì thực sự dòng này nó là một cái dòng xe mà nói đến cái tốn xăng, nên là cái người mua cái xe này người ta chỉ đi tầm khoảng 2 năm đến 3 năm là người ta bán lại. Âm khoảng tầm 10 đến 20 triệu thôi, rất là kinh tế. Tôn vỏ thì quá ok. Và em này được cái điểm cộng đó là quả lốp, 4 quả lốp của xe dày bịch luôn. Nhưng mà hai quả đằng trước nó là hai loại khác và hai quả đằng sau lại là loại khác. Lốp đằng sau này đang là lốp Adventure của Kumho, dòng lốp chuyên dành cho xe tải đường trường. Lốp 2022, lốp dày bịch luôn, AT51. Đấy các bác nhìn này, lốp nó dày như thế này mà.
và đang sử dụng là lốp 235/70/16, lốp dày bịch luôn. Đấy các bác nhìn nhá, rãnh lốp nó dày như thế này. Đấy, không hề lỗi lầm, rãnh lốp dày căng. Và lòng cua đây, đấy các bác nhìn toàn bộ lòng cua lốp đây. Đấy, nó còn căng lét lẹt như này. Đấy, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Chất còn đẹp. Đấy, bậc bước chân đầy đủ. Con này thực sự là đầu tư ít tiền nhưng mà lại không phải lo lắng. Và cái form này là một cái form rất là nam tính luôn. Em này là một chiếc xe to cao cơ bắp này thôi, nhưng mà nó lại là số tự động gảy trên vô lăng. À, số tự động này các bác ạ. À. Đấy, số tự động luôn. Rất dễ sử dụng. Nhiều người không quen chứ còn đến lúc quen rồi đi cực sướng luôn. Có nghĩa là chân tay mình không phải hoạt động quá vào cái tay phải nhiều. Đấy, mình cứ gạt cần ở trên đây thôi. Và xe thì có túi khí an toàn đầy đủ. Vô lăng này đây. Được cái là con này còi to. Đấy, còi rất to luôn. Mặt táp lô này nó còn đẹp như này. Đấy, xe nó cứng, mặt nó táp lô còn đẹp. Và ghế da đây. Ghế da này, nó chỉ theo thời gian thôi. Nó ok, không vấn đề gì. Đấy, sàn thì hơi ẩm ướt. Cái này không phải là do gọi là các cụ gọi là ngập nước, mà là cái này là nó do là cái kiểu ông chủ vừa mới rửa xong mới để chưa kịp phơi. Đấy, bán cho em vừa mới về xong mà nó đã kịp dọn dẹp đi đâu. Mộc nguyên, có sao bán vậy. Chỉ thì được cái là chỉ keo thì quá em nét luôn, là nét này. Đấy, chỉ keo nét căng. Và tappy thì bị sờn hết theo thời gian rồi. Nó sờn nó cũ theo thời gian rồi. Đấy các bác nhìn này. Cái này về thì ốp vân carbon rồi được. Cái này dọn. Vâng. À, cái giá mà em bán này nó là giá dọn các bác ạ. Vâng, giá 88 triệu đồng là một cái mức giá dọn cho anh em nào gọi là mua về mình gọi là mình tự xì tút xì tát lại thôi. Chứ con này mà làm lên rồi thì nó sẽ giá nó hơn 100 triệu cơ. Đấy, nhưng mà thôi em để mộc như vậy để bán cho các bác. Đấy, ghế da này. Nó lét lẹt như này. Đấy các bác nhìn này. Ghế da rất là nét. Đấy, ghế da đây. Đấy, ghế da. Ghế da này nói chung là mình có nguyên một bộ áo ghế rồi. Còn đâu là cái này may ghế thì may một bộ nó có 3 triệu có mấy đâu. Vâng, thực sự ra là một cái bộ ghế quá yên tâm. Lốp đằng sau này đang sử dụng là lớp Teramax AT, lốp 235/70 la răng 16 của Sailun. Lốp dày bịch. Đây các bác nhìn này, bịch luôn, dày luôn. Nhìn hầm hố như này nên là cái độ bám đường của cái lốp này thì khỏi bàn luôn. Và đằng sau là phanh đĩa, phanh tăng chống nhá. Còn cua lốp thì đã được xịt sơn hết rồi. Nói chung là với cái tầm tiền này thì giá này là quá hợp lý cho một chiếc xe. Đấy, đến từ thương hiệu của Mỹ. Đấy, gầm hầm hố to cao và không hề lỗi lầm. Đấy, xe thì cứng, sàn này. Đấy, sàn nó còn đây. Và cái này thì được cái là kính các thứ của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Có mỗi cái cửa này là đang bị mất nãy. Mất nãy này đây. Mất cái nãy này. Nên là không mở được. Đấy. À, em về sẽ cho chỉnh luôn. Cái đấy bình thường, không vấn đề gì các bác nhé. Đấy. Nói chung là xe mộc thì nó như vậy. Mua về của bác chủ cũ có sao thì mình sử dụng vậy thôi. Nhiều bác đến lúc mua xe cũ đòi hỏi phải lắp cái này lắp cái kia. Thế nhưng mà thực sự với các bác là những cái dòng xe cũ thì bên nhà em mua về là tình trạng nó cứ như thế này đây. Đấy, có nghĩa là nó kém theo thời gian hay như nào đấy là còn nguyên như vậy. Vâng. Thế nên là bên nhà em bán thì rất là hợp lý và tả thì đấy, báo chuẩn luôn cho các bác để các bác cùng đánh giá. Em này thì được cái là bản lề cánh này là chưa có động chạm. Đấy, cánh chỉ zin. Đấy, kính các thứ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, em này lên xuống kính hoạt động hoàn toàn ok. Và đây là một cái mẫu xe hơi tốn xăng một chút các bác nhé. Và mức ăn xăng khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Tức là rơi vào tầm khoảng 3.000 đồng trên 1 km. 3.000 đối với người đi quen rồi thì thấy nó bình thường. Nhưng mà nhiều người mà đang đi Morning E10 lại giật mình bỏ 3.000 tốn thế. Nhưng mà đến lúc các bác tính ra Morning E10 khoảng 1.500. Con này gấp đôi thì cũng bình thường thôi các bác ạ. Không vấn đề gì. Đấy, vì đây là một chiếc xe trọng lượng nó rất là nặng luôn. Đấy, gần đến 2 tấn. Và một chiếc xe gầm cao 2 cầu. Đương nhiên là sẽ tốn xăng hơn một chút so với những cái dòng xe 1 cầu và kiểu dáng sedan nhẹ nhàng. Và con này đi thì nó chắc lắm, nó đầm lắm. Nó không hề có cái hiện tượng phồng phành, tôn vỏ như là những cái xe Toyota Vios hay là những cái dòng xe của Hàn và xe Mỹ. Vâng, xe Mỹ thì chạy rất chắc. Và giá thì nó hợp lý. Đấy, bỏ ra một cái số tiền ít nhưng mà lại có một chiếc xe có sẵn tem VETC này. Có sẵn đăng kiểm đến tháng 9 năm 24. Đấy, có cam hành trình, có cam lùi.
và form xe thì rất là nam tính luôn. Đấy, xe rất là nam tính. Các bác mua những cái dòng như thế này thì hợp lý vừa về túi tiền, cũng như là gọi là độ vận hành thì mình bền bỉ và dễ sử dụng. Và cái dòng này thì được cái là máy nó rất là khỏe. Em sẽ nổ máy nhá. Đấy, máy đề cái lên ngay. Đấy, riêng dòng này thì máy nó rất là ngon, đề ngay lên ngay. Đấy, số má ngọt ngào, gạt mưa gạt kính nhẹ nhàng, ok. Và xe thì máy số thì khô sạch. Đấy, động cơ máy đây, máy 3.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Hơi tốn xăng một tí nhưng đi nó sướng. Đấy, động cơ máy rất là khỏe luôn. Xe thì căng nét, hơi ga. Đấy, hơi ga rất là ok. Và xem về hơi thừa hơi khói nhá. Đấy, các bác ơi, không có tí hơi thừa hơi khói ở luôn. Không có khói thừa luôn. Đấy, xe rất là ổn định. Và động cơ máy của chiếc xe này là một cái động cơ rất là bền bỉ. Các bác về bảo dưỡng định kỳ thường xuyên là đi rất là yên tâm. Đấy, 2003, đầu răng, toàn bộ răng đầu này. Đó, toàn bộ răng đầu của xe đây. Nó còn như thế này, toàn bộ răng đầu. Và đỡ sườn hai bên, sườn này, sườn bên tài này, sườn bên phụ này. Nói chung là theo thời gian 5 tháng thì đây là một chiếc xe chưa có dọn dẹp. Chứ cái này thì về em chỉ cần rửa dọn ra cái là sạch sẽ ngay. Đấy, hợp lý hợp túi tiền. Đó gọi là tiền ít nhưng mà thịt thơm các bác ạ. Đấy, xe rẻ chỉ có 88 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Đấy, bác nào mà yêu cái dòng xe hầm hố to cao, gọi là hơi tốn xăng một chút và đi lại cho nó sướng cuộc đời này thì alo ngay cho em. Giá em này bây giờ nó rẻ bằng tầm khoảng 1/7. Có nghĩa là mua 7 con này mới được mua được một con gian gơ vừa đi qua đấy. Mua được 7 con gian gơ, 7 con xe này mua được một con gian gơ. Đấy, các bác bảo nó rẻ như vậy mà. Và bác nào mà yêu thích cái dòng này thì muốn mua một mẫu xe tốn xăng, đấy, ngon lành cành đào form dáng đẹp này thì alo ngay cho em nhá. Đấy, 2003, chạy được 20 năm rồi. Và xe là chạy được đến 35 vạn rồi. Đấy, xe này thì đương nhiên là mua về để chạy nên là đương nhiên nó phải nhiều rồi, chứ không có chuyện là ít đâu. Đấy, chất xe còn căng và giá thì rẻ như ở mũi mít rồi. Bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.